Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh của cô Sơn, Tri Thức Làm Giàu. Làm giàu, đó là điều ai cũng muốn. Đôi khi chúng ta cần rất nhiều cảm hứng để thực hiện được điều đó. Và những quyển sách viết về cách làm giàu của các tỷ phú, doanh nhân, các cụ tổng thống đã lan truyền rất nhiều cảm hứng cho nhân loại từ bao đời nay. Ai cũng có những suy nghĩ và lựa chọn con đường làm giàu riêng của bản thân mình và học hỏi những người đi trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ thành công. Tiền không phải là tất cả, nhưng nó là oxy của cuộc sống chúng ta, đúng không? Nếu bạn không muốn trở thành triệu phú, điều này cũng không sao cả. Bạn vẫn cần đạt được sự tự do về tài chính. Bởi trong cuộc sống này có rất nhiều mối lo lắng. Chỉ khi tiền không còn là mối lo lắng, bạn mới có thể sống theo ý muốn của mình, làm những điều mình thích và sống yên vui với người mình yêu. Đôi khi chúng ta túng quẫn, búng dạo trên các trang web hay nghe đọc những video về luật hấp dẫn, về các câu thần chú thu hút tài lộc, giàu có, thịnh vượng, tiền bạc về cho mình. Chúng ta cảm thấy như vớ được một chiếc phao cứu cánh khi đang ngụp lặn trong nợ nần, nghèo khó, túng quẫn. Và chúng ta tin nó, chúng ta thực hiện những bài thần chú ấy để hy vọng sẽ thay đổi được cuộc sống hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, có bao giờ các bạn nghĩ rằng chỉ với một thay đổi tí hon có thể làm thay đổi cả cuộc đời của mình không? Nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu bạn thay đổi từ việc nhỏ nhất, mỗi ngày chú ý một chút nữa đi, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình đã thay đổi rất lớn theo chiều hướng tích cực, nhờ vào những thay đổi nhỏ hàng ngày đó. Rõ ràng, bạn không cần phải là người có tri thức bẩm sinh hay tài năng xuất chúng để đạt được những thành công to lớn cho mình. Cô Sơn muốn nói rằng, điều bạn cần là sự rèn luyện, sự bền bỉ suy nghĩ, thấu hiểu và áp dụng thường xuyên, sàng lọc, xúc tích, có khoa học. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đó là câu nói luôn nảy trong đầu của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông nghe ai đó nói không trước mặt ông. Với thông điệp này, cô Sơn muốn gửi đến các bạn một câu về tư duy dám làm giàu, tư duy dám nghĩ lớn, tư duy biết ơn. Dù bạn là ai, làm trong lĩnh vực nào, thì dựa vào những giá trị đích thực mà bạn đã xây dựng, bạn vẫn luôn tỏa sáng tại nơi bạn đã đứng. Chỉ cần bạn không được bỏ cuộc, chịu khó đầu tư, chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, thì với sự nỗ lực đó, bạn nhất định thành công. Cô Sơn xin đọc lời khuyên của Tổng thống Trump như sau. Thành công đa phần phụ thuộc vào việc bạn xử lý áp lực của mình tốt đến đâu. Có thể thực tế cuộc sống đôi khi rất nghiệt ngã, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi nó. Hãy mường tượng cảnh bạn chiến thắng. Hãy tập trung vào điều đó thay vì gặm nhấm những hoài nghi và sự sợ hãi. Hãy tập trung vào các nhận thức khách quan và các giải pháp. Áp lực có thể sẽ suy giảm rồi biến mất khi bạn đánh bại nó bằng một thái độ tích cực. Thậm chí, dù bạn không cảm thấy rằng mình có thể trụ vững mãi được, hãy cứ tỏa ra như thế một lúc thử xem. Nó thực sự có ích đấy. Nghịch cảnh đôi khi nó chính là những cơ hội lớn của các bạn.
Vì vậy, hãy vận hành nó theo cách có lợi nhất cho bạn. Điều cô Sơn thấy được khi gặp phải những vấn đề tài chính tồi tệ nhất đời mình là tôi đã gan lì, và rằng cô Sơn sở hữu một khao khát kiên định hướng tới thành công. Không ai có thể lấy đi của cô Sơn những đức tính này dù có ai nói gì đi chăng nữa. Điều này nâng cô Sơn lên một tầm tư duy mới, đó chính là niềm tin. Niềm tin có chút gì đó hơi giống sự thông thái. Mọi người có thể giúp bạn trong suốt quá trình, nhưng trên hết, chính bạn phải là người tạo ra nó. Niềm tin vào bản thân có thể trở thành một sức mạnh vô cùng lớn. Hãy tập luyện nó hàng ngày và hàng ngày. Thỉnh thoảng, khi bạn phải chiến đấu đơn độc, hãy để sát cánh bên bạn đội quân tiếp viện của lối suy nghĩ tích cực và niềm tin vào bản thân của mình. Đó, nó có thể trở thành sức mạnh vô hình giúp tách biệt những người chiến thắng ra khỏi những kẻ thất bại. Những kẻ thất bại chỉ biết bỏ cuộc. Nhưng chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Thông điệp thứ hai cô Sơn muốn gửi đến các bạn đó là hãy tiếp nhận lời khuyên tốt nhất bạn có được, sau đó hãy tin vào chính bản thân bạn. Thực vậy, chúng ta hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời của bạn. Khi nhiều thứ xảy ra vượt ngoài khuôn khổ kế hoạch của bạn, hãy tự hỏi mình liệu đây chỉ là một đốm lửa nhỏ hay là một thảm họa? Chúng ta đã gặp phải vài đốm lửa nhỏ trong quá trình dự án của chúng ta thực hiện và có thể sẽ còn phải gặp vài đốm lửa như thế nữa mà. Nhưng đến giờ thì mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt mà thôi. Liệu bạn có gặp phải khó khăn khi bạn giải quyết một việc gì đó tầm cỡ như thế hay không? Có chứ. Liệu bạn có để chúng làm chệch hướng bạn đi hay không? Chắc chắn là không. Nên hãy để lòng nhiệt tình đưa bạn vượt qua tất cả những trở ngại mà họ ném về phía bạn. Dù là gió, nước, đơn xin thôi việc, những vụ bê bối, bất cứ thứ gì, bạn có thể vượt qua được hết. Nó được gọi là đừng bao giờ bỏ cuộc. Chỉ một lúc là có thể giữ mọi vấn đề trong tầm kiểm soát, miễn là bạn có thái độ đúng đắn và biết mình đang làm gì. Hãy kiên cường ổn định lại mọi thứ ngay lập tức hoặc thay đổi phương pháp nếu cần khi bạn gặp phải một dòng nước ngược. Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé. Thông điệp thứ ba cô Sơn muốn gửi đến các bạn trong video này. Nghịch cảnh là một thực tế của cuộc sống. Nhiều khả năng bạn sẽ không bao giờ thức dậy và đón nhận một ngày hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Hãy coi nó như là một thử thách nhé, hơn là một điều đáng thất vọng. Hãy mạnh mẽ lên hơn những vấn đề của bạn. Hãy sẵn sàng chiến đấu cho những quyền lợi của bạn. Và rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nên đừng bao giờ bỏ cuộc nhé các bạn của tôi ơi. Và cũng vì không bao giờ cô Sơn bỏ cuộc, nên bây giờ có lúc cô Sơn chia sẻ cho người khác. Và bạn cũng thế, nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, rồi có lúc bạn sẽ có thể chia sẻ cho những người khác về những gì bạn đã trải qua trong cuộc đời của bạn. Tự tin vào bản thân chính là chìa khóa giúp ta trụ vững và thẳng thắn đối mặt với nghịch cảnh. Thông điệp đừng bao giờ bỏ cuộc của cô Sơn mục đích mang lại cho bạn nền tảng để gây dựng niềm tin và khả năng khát vọng không bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp lại bạn trong lãnh địa của những người chiến thắng. Chúc các bạn thành công!